Kênh mathaibaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay kênh sẽ gửi tới quý vị video nói về 10 cái dấu hiệu có thai dễ nhận biết nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, chị em phụ nữ thì thường nhận biết dấu hiệu mình có thai thông qua việc mình bị trễ kinh. Nhưng những dấu hiệu này không phải lúc nào là cũng hoàn toàn chính xác. Khi bạn mang thai sẽ xuất hiện rất nhiều những dấu hiệu khác cho biết bạn đang có thai. Vậy những dấu hiệu đó là gì? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video của chúng tôi. 10 dấu hiệu có thai dễ nhận biết nhất. Đa số phụ nữ thường dựa vào việc trễ kinh để nhận biết khả năng có thai của mình. Nhưng thực chất, trễ kinh chưa chắc là dấu hiệu mang thai chính xác nhất. Một số triệu chứng khác xuất hiện khi mang thai cũng sẽ nói lên khả năng có thai của bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những dấu hiệu đó là gì. Thứ nhất, mệt mỏi là triệu chứng có thai xuất hiện sớm nhất. Từ khi có thai, những tuần đầu tiên bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi do lúc này cơ thể chưa quen với việc hoạt động 24/7 để cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Hormone progesterone được tiết ra nhiều hơn khi mang thai, càng làm cho nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên, càng đốt thêm nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, nhịp tim của bạn trong giai đoạn này cũng đập mạnh hơn để cung cấp đủ oxy cần thiết cho buồng trứng. Tất cả sẽ dẫn đến việc cơ thể của bạn cảm thấy như không còn một chút sức lực nào cả. Thứ hai, buồn nôn là dấu hiệu mang thai. Ở tuần thứ tư và tuần thứ sáu khi mang thai, bạn có thể sẽ cảm thấy buồn nôn vào bất kỳ một thời gian nào trong ngày. Triệu chứng có thai ốm nghén cũng xuất hiện một cách tương tự. Do vậy, nếu nhận thấy có dấu hiệu buồn nôn hoặc ốm nghén một cách khác thường, bạn có thể nghĩ đến khả năng là mình đã có thai rồi đấy. 3 là triệu chứng mang thai khác là đi tiểu nhiều hơn. Một triệu chứng dễ nhận biết khi có thai chính là việc bạn bỗng nhiên đi tiểu nhiều hơn bình thường. Đây là hiện tượng thường xuất hiện ở tuần thứ 6 khi mang thai do tử cung to ra tạo áp lực lên bàng quang. Một nguyên nhân khác là do hormone thai kỳ và lưu lượng máu trong cơ thể gia tăng hơn trước làm bạn muốn đi tiểu nhiều lần. 4. Đau lưng cũng là dấu hiệu nhận biết có thai. Dấu hiệu nhận biết có thai mà nhiều phụ nữ thường bỏ qua chính là đau lưng. Nếu bạn cảm thấy thắt lưng của mình bỗng xuất hiện những cơn đau nhức hoặc bị mỏi dọc sống lưng thì rất có thể bạn đã mang thai rồi đấy. Hiện tượng này là do dây chằng ở lưng phải giãn ra để thích nghi với sự lớn dần lên của tử cung trong bụng. Do đó đừng lơ là nghĩ rằng triệu chứng này là do thời tiết hoặc do mệt mỏi khi lao động. Hãy kiểm tra thêm có xuất hiện thêm những dấu hiệu mang thai nào khác không. 5. Có thể bạn đã mang thai khi thấy dấu hiệu bị chuột rút. Bị chuột rút cũng là một trong những triệu chứng có thai mà nhiều người ít để ý. Khi mang thai, những tuần đầu tiên, tử cung của bạn đã giãn dài thêm để sẵn sàng cho sự xuất hiện của một em bé trong suốt 9 tháng. Lúc này, sức năng của tử cung tạo áp lực lên mạch máu ở chi dưới, khiến bạn bị chuột rút. Cách đơn giản để giảm thiểu triệu chứng này là massage nhẹ nhàng và bổ sung những thực phẩm giàu canxi. 6. Thói quen ăn uống cũng là cách nhận biết có thai. Ngoài những dấu hiệu nhận biết có thai dựa vào sự thay đổi của cơ thể, bạn có thể cảm nhận sự thay đổi trong sở thích ăn uống của mình để đánh giá khả năng mang thai. Nếu trước đây những món vị chua hay ngọt không phải là gu của bạn, nhưng thời gian gần đây bạn bỗng dưng thèm chua hay bất kỳ món gì giúp đỡ nhạt miệng, thì xác suất bạn đã có thai là khá cao. Một số phụ nữ có thể sẽ bị chứng cuồng ăn vô độ với những món ăn trước đây chưa bao giờ muốn ăn trong suốt thời gian dài của thai kỳ. 7. Táo bón đầy hơi là dấu hiệu mang thai khác. Táo bón và đầy hơi là dấu hiệu dễ gặp nếu bạn đã mang thai, thậm chí chúng còn xuất hiện thường xuyên hơn cùng với sự phát triển của thai kỳ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do hormone progesterone khi mang thai tăng cao, tạo ảnh hưởng lên hệ tiêu hóa của thai phụ. Để hạn chế táo bón đầy hơi, bạn chỉ cần uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. 8. Nhận biết dấu hiệu có thai dựa vào thân nhiệt. Đây là dấu hiệu nhận biết có thai mà bạn nên theo dõi nếu đang mong đợi bé yêu của mình. Chỉ cần để ý, bạn sẽ nhận thấy thân nhiệt của mình tăng cao khi mang thai. Hiện tượng thân nhiệt bất thường cũng có thể làm da bạn bị ẩm ướt, khó thoát mồ hôi, gây nên rôm sảy ở những nơi có ma sát giữa các vùng da với nhau, ở những vùng da gấp. 9. Là triệu chứng có thai khác là nhạy cảm đối với mùi.
Nếu trước đây bạn rất yêu thích mùi nước hoa chồng của mình vẫn thường sử dụng, thì khi có thai bạn có thể trở nên dị ứng đến mức nôn ọe khi ngửi phải mùi này. Tương tự, những mùi vốn luôn làm cho bạn khó chịu trước đây như mùi thuốc lá, mùi tanh của cá, thì nay càng làm cho bạn khổ sở và khó chịu hơn nữa. Cách duy nhất để bạn hạn chế hiện tượng này chính là tránh xa các mùi đó càng sớm càng tốt. Một số thai phụ sự nhạy cảm này sẽ giảm dần khi đến giữa hay gần cuối của thai kỳ. 10. Chóng mặt là triệu chứng mang thai thường gặp. Khi mang thai, một số phụ nữ có thể sẽ bị chóng mặt, váng đầu do những thay đổi trong hệ thống tim mạch của bạn như nhịp tim tăng, tốc độ bơm máu tăng, lượng máu lưu thông trong cơ thể tăng, trong khi huyết áp lại giảm và tăng dần vào cuối của thai kỳ. Những thay đổi này của cơ thể sẽ khiến những cơ quan khác phải điều chỉnh để theo kịp thích nghi. Nhưng đôi lúc sự điều chỉnh không kịp làm cho bạn bị choáng váng và chóng mặt. Nếu cơn choáng váng này làm bạn bị ngất xỉu thì hãy đến gặp bác sĩ ngay, vì có thể nó là dấu hiệu của một số các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào đó. Trên đây là 10 các dấu hiệu nhận biết có thai thường gặp nhất. Các dấu hiệu này có thể xuất hiện ít nhiều, nặng, nhẹ tùy vào thể trạng của từng người. Một số phụ nữ có thể có hầu hết các triệu chứng mang thai kể trên, trong khi một số khác chỉ có thể có một hay một vài triệu chứng. Kể cả khi đã có đủ 10 triệu chứng, cách nhận biết có thai chính xác sau cùng là nên đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế uy tín để xác định khả năng mang thai của mình. Càng phát hiện có thai sớm, bạn càng yên tâm theo dõi và có chế độ chăm sóc thai kỳ một cách phù hợp. Và sau đây, kênh Mang Thai Baby.com sẽ gửi tới quý vị bí quyết tăng khả năng thụ thai tự nhiên cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Hạnh phúc của các cặp vợ chồng là được làm cha làm mẹ, được nghe thấy tiếng cười của trẻ thơ. Để niềm vui ấy sớm được thực hiện, các cặp vợ chồng mong có con nên áp dụng một số bí quyết giúp tăng khả năng thụ thai một cách tự nhiên. Thực tế hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn, quan hệ đều đặn và không áp dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào, nhưng mãi mà vẫn không có con. Các bác sĩ cho biết để có thể thụ thai, vợ và chồng phải hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết: trứng trưởng thành, đạt kích thước và tinh trùng đảm bảo chất lượng và số lượng. Cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng đều phải khỏe mạnh, trứng và tinh trùng phải kết hợp vào đúng thời điểm. Nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng khó có con là gì? Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội cho thấy tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Dưới đây là một số nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng khó có con. Về phía nam giới, có thể do chất lượng và số lượng tinh trùng không đảm bảo, tinh trùng bất thường, do loãng, ít và không có tinh trùng, rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, viêm tinh hoàn. Còn đối với phía nữ giới thì có thể là do kích thước trứng nhỏ, kinh nguyệt bất thường, do rong kinh, thưa kinh, kinh không đều, rối loạn hormone, niêm mạc tử cung mỏng, hội chứng buồng trứng đa nang. Ngoài ra, các cặp vợ chồng khó có con còn do căng thẳng, áp lực công việc, cơ thể thiếu dưỡng chất, lựa chọn thời điểm yêu chưa phù hợp. Dưới đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn 5 bí quyết tăng khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng mong có con. Kính thưa quý vị, hầu hết các cặp vợ chồng đều mong ngóng có con để hạnh phúc gia đình thêm được trọn vẹn. Để tăng khả năng thụ thai tự nhiên, các cặp đôi có thể áp dụng 5 bí quyết sau nhằm thực hiện sớm giấc mơ của mình. Thứ nhất là xác định đúng ngày rụng trứng. Thời điểm vàng để các cặp vợ chồng quan hệ giúp tăng khả năng thụ thai chính là xác định được đúng ngày trứng rụng, tức là ngày 14, áp dụng cho vòng kinh 28 ngày. Do đó, các cặp vợ chồng có thể quan hệ trước ngày rụng trứng 2-3 ngày và sau khi trứng rụng khoảng 1 ngày để có thể có thai một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, tuần suất yêu vừa phải. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng cứ yêu nhiều thì sẽ dễ có thai. Tuy nhiên, chuyện ấy diễn ra thường xuyên sẽ rất dễ gây ra những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất những chị em có kinh nguyệt không ổn định, khó xác định ngày rụng trứng nên quan hệ với chồng với tần suất vừa phải là từ 2-3 lần một tuần. 3 là lựa chọn tư thế quan hệ phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy vợ chồng quan hệ theo tư thế truyền thống, tức là vợ nằm dưới, chồng nằm trên, sẽ giúp vòi trứng co bóp dễ dàng, hỗ trợ tinh trùng bơi nhanh vào tử cung. Trong lúc quan hệ, chị em nên kê gối cao ở dưới lưng, nâng phần mông lên để tinh trùng di chuyển thuận lợi vào âm đạo của phụ nữ, tăng tỷ lệ thụ thai. Thứ tư là tránh stress và căng thẳng quá mức.
Vợ chồng nên giữ tâm lý một cách thoải mái, vui vẻ, không nên lo lắng, căng thẳng quá mức. Hãy trao đổi thẳng thắn với nhau và tạo ra một không gian phòng ngủ lãng mạn, phù hợp với sở thích của cả hai vợ chồng để tạo hưng phấn, thăng hoa trong cảm xúc và giúp cho việc có thai một cách dễ dàng hơn. 5. Là thiết lập chế độ ăn uống một cách khoa học. Chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất sẽ tạo nên nền tảng vững chắc giúp hai vợ chồng dễ thụ thai. Đặc biệt phụ nữ nên cung cấp cho cơ thể các loại vi chất cần thiết như axit folic, sắt hữu cơ, vitamin, canxi và kẽm thông qua các thực phẩm như bông cải xanh, mang tây, trứng và sữa hoặc sản phẩm tăng cường sức khỏe để ổn định kinh nguyệt, hỗ trợ chứng dụng đúng ngày, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giúp quá trình thụ thai diễn ra một cách thuận lợi hơn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía dưới video để ủng hộ chúng tôi ra thật nhiều những video hay và hữu ích hơn nữa dành riêng cho các mẹ bầu. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video kế tiếp.